生のシステムは猫たちとまず遊ぶことが前提なので、猫と一緒に触れ合ってご飯をあげたり、あとは猫たちと猫じゃらしで遊んだりすることができます。Tóc Tiên xin gửi lời chào đến tất cả các bạn độc giả của Yann News. Tóc Tiên hiện nay đang có mặt tại boutique của Lý Quý Khánh, bàn bạc những cái idea, những cái ý tưởng cho show diễn thứ hai của chương trình The Remix Hòa Âm Ánh Sáng diễn ra vào Chủ nhật tuần này. Trong suốt cuộc thi The Remix lần này thì Tóc Tiên cũng sẽ giữ cái phong cách đó của mình, nhưng mà dĩ nhiên sẽ có giới hạn, có sự chọn lựa lại và nó cũng phải phù hợp với từng cái dòng nhạc cũng như là từng cái phần trình diễn của mỗi tuần khác nhau. Cái style của cái phần trình diễn trong show cuối tuần này của Tóc Tiên nó mang một cái chút xíu gì đó pha lẫn giữa gọi là giữa dân gian, cái nét mềm mại truyền thống của người phụ nữ, mà cũng pha với lại cái sự hiện đại của một cái cô gái trẻ trung năng động. Cho nên Tóc Tiên nghĩ rằng là có lẽ là Lý Khánh là lựa chọn tốt nhất cho Tóc Tiên trong tuần thứ hai của The Remix lần này. Phong cách của những một số ca sĩ trẻ K-pop Tiên yêu thích, ví dụ như là CL của 2NE1 chẳng hạn, thì đó là một cái sự phóng khoáng, hoặc là bên ở Mỹ thì Tóc Tiên rất là thích phong cách của Rihanna. Hiện giờ thì trong cái thời điểm hiện tại, cụ thể là trong cái cuộc thi Hòa Âm Ánh Sáng lần này, thì Tóc Tiên vẫn sẽ giữ cái phong cách của mình, đó là một cái sự sexy mà nó rất là năng động, và trong thời gian sắp tới sẽ hướng tới sự sang trọng, tinh tế hơn rất là nhiều, phù hợp và tùy cái hoàn cảnh, từng bối cảnh mà Tóc Tiên tham dự một cái chương trình nào đó. Còn về mái tóc thì tạm thời Tóc Tiên chưa nghĩ tới cái điều mình sẽ nuôi tóc dài lại, là bởi vì vẫn còn yêu mái tóc ngắn này lắm. Hiện giờ thì Tiên đang ở rạp Lệ Thanh cùng với lại một bạn Linh trong nhóm múa MTE của Lâm Minh Hải. Cái chủ đề tuần này nó cũng khá là to lớn, về non sông gấm vóc, thiên nhiên đất nước này nọ, nhưng mà nhóm của Tiên thì nghĩ một cách đơn giản hơn, thì nói về thiên nhiên, về hoa cỏ, và nhất là trong cái không khí mùa xuân ớt mùi Tết sắp tới nữa. Cho nên là Tóc Tiên cũng như nhóm của mình chọn một bài hát về mùa xuân rất là quen thuộc, gọi là góp phần cho nó thêm sinh động cho bài hát. Thì nhóm của Tiên Tiên cũng như là Lâm Vinh Hải quyết định là sẽ dựng bài hát với cái đạo cụ đó là cái quạt. Thì hy vọng rằng là mọi người sẽ thưởng thức cái màn trình diễn của Tiên cũng như là cả của đoàn MTE trong show này. Thì Tiên cũng như là đội của mình gồm có anh Hoàng Tuliver và anh Long Halo đang thực hiện một buổi chụp với concept là đúng kiểu The Remix luôn, chụp tại bàn DJ và mặc những cái bộ đồ mang phong cách rất là hiện đại và hơi gọi là futuristic, hơi hướng về tương lai một chút xíu. Thì hy vọng rằng là mọi người khán giả sẽ nhiệt liệt ủng hộ cũng như là bình chọn thật là nhiều cho team number 5 của Tóc Tiên nhé. Và thank you so much.